tuyển sinh 247.com chính thức khởi động chương trình mở cửa đặt chỗ, giảm giá đến 50% các khóa học diễn ra trong thời gian từ ngày 26 tháng 2 năm 2019 đến ngày 17 tháng 3 năm 2019. Chương trình diễn ra theo hai mức như sau. Mức 1 là từ ngày 26 tháng 2 đến ngày 6 tháng 3. Khi đặt chỗ trong khoảng thời gian này, các em sẽ được giảm 50% giá trị khóa học. Mốc thứ hai là từ ngày mùng 7 tháng 3 đến ngày 17 tháng 3. Khi đặt chỗ trong khoảng thời gian này, các em sẽ được giảm giá 30% giá trị khóa học. Mỗi tài khoản tham gia đặt chỗ sẽ được hưởng những ưu đãi lớn như sau. Thứ nhất, được mua các khóa luyện thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2020 với giá ưu đãi giảm 50% hoặc 30% tùy theo mốc đặt chỗ trước đó. Thứ hai, được tặng toàn bộ đề thi học kỳ 2 có lời giải chi tiết của tất cả các môn lớp 11. Thứ ba, là được tặng một video bài giảng của thầy cô lớp 11, chọn một khóa học bất kỳ trong danh sách khóa học lớp 11. Vậy nên đừng bỏ lỡ cơ hội lớn lần này các em nhé. Mọi thắc mắc các em vui lòng liên hệ đến hotline miễn phí 1800 6947 hoặc số điện thoại 024 7300 7989, hỗ trợ từ 7 giờ đến 22 giờ hàng ngày.